Ở đây là trường cấp 2 của xã Mỹ Yên. Thì cái nhà của mình đang đi quay đây là giá của một tỷ chín nha bà con. Diện tích của nó gần 100 mét, nó là chiều ngang là 5, chiều dài 25, nhưng mà nó trừ đường này nọ thì còn lộ giới chỉ còn có xong thì trong miếng đất của mình còn khoảng 90 mấy mét thôi. Đây là ấp 5 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây đi lên tới chợ Bình Chánh chắc khoảng độ 4 cây số thôi. Đó, này có cái nhà nhỏ nhỏ trong cái phòng khoảng 4, bề ngang 4, bề sâu vô 5. Ở đây thì người ta làm thiết chế nè. Chung đây mình tính giá trị đất thôi chứ cái nhà này người ta tặng đó. Nó là chiều dài nó là 5 x 25, nhưng mà nó thể hiện cái đường này. Đó, đường này thì chiều 5, nhưng mà nếu mà đo thẳng luôn thì nó khoảng 4 mét mấy thôi. Còn đo dọc theo cái đường này thì nó 5. Đó, nó mặt tiền mình khoảng 4 mét hơn. Diện tích của mình là 95-97 mét vậy đó. Dạ. Ở đây có trường cấp 1 luôn. Đó, cái trường cấp 1 luôn nè. Trường cấp 1, cấp 2 luôn. Đó, cái nhà mình thì ở đây thì quá ngon luôn. Đối diện trường cấp 1, cấp 2 của Mỹ Yên ha. Giá của nó là 1,9 triệu. Đó, mình đối diện trường cấp 2 nè. Ở đây là trường tiểu học nè. Đó, miếng đất mình ngon lắm á, vừa gặp trường tiểu học rồi trường cấp 2 luôn. Lộ mình là đường này là đường nhựa 8 mét nha bà con. Ấp 5 xã Mỹ Yên. Thì nó cặp bên chợ Bình Chánh của mình luôn á. Ở đây thì thẳng lên ra có ra chợ Bình Chánh được, ra chợ Điểm luôn. Đất thì bên đây thì nó mắc lắm bà con. Cánh bên Gò Đen mình nó còn rẻ, chứ còn cánh bên Mỹ Yên này nó do nó giáp với chợ Điểm thì chợ Bình Chánh đó, cặp bên chợ Bình Chánh luôn á. Đất nó mắc. Ra tới đường lớn rồi đó. Đây, mẫu giáo Mỹ Yên luôn nha. Đó. Ủy ban Mỹ Yên đâu gần đây nè. Y tế Mỹ Yên luôn nè. Đó. Ủy ban Mỹ Yên luôn ha. Miếng đất này ngon lắm nha bà con. Mình đi về phía sau lưng hướng này nè. Hướng này nè là đi ra Nguyễn Hữu Trí á. Còn hướng này đi về chợ Bình Chánh. Đây ra quốc lộ 1A, quẹo phải về Gò Đen, quẹo trái về chợ Bình Chánh nha bà con. Giờ Văn Thanh chạy một đoạn để ra quốc lộ 1A cho bà con. Nhà mình quá miên rồi. Ở đây nè, nếu mà đi sau lưng của mình chạy thẳng là đi qua chợ Tân Vũ luôn á. Đó, phía trước cách đây khoảng độ 500 mét là quốc lộ 1A đó. Quẹo phải về chợ Bình Lức, chợ Gò Đen, quẹo trái về chợ Bình Chánh. Văn Thanh sẽ dừng clip này ở đây nha bà con. Văn Thanh báo lại nha, cái nhà đó là ta bán giá trị đất thôi, còn nhà ta tặng đó là một tỷ chín còn thương lượng. Diện tích đất nó khoảng độ 95 m² hay gì đó. Văn Thanh chưa có nắm sổ nữa thì nghe báo lại vậy thôi. Còn cái bề ngang của nó là nếu dọc theo đường là 5 m, nhưng mà thực tế mà đo thẳng luôn vuông vức luôn thì nó khoảng 4 m hơn, chiều sâu vô 25. Thì bà con mình muốn thì Văn Thanh sẽ liên hệ với chủ để mình xuống mình thương lượng, mình đo đạt lại được rồi mình sẽ trả giá. Số điện thoại của Văn Thanh nha: 078 666 8368. Văn Thanh nói lại nha: 078 666 8368. Đất đó bà con mua làm ăn là ngon lắm, tại nó đối diện với trường cấp 2, rồi đối diện cũng xéo xéo với trường cấp 1, gần trường mẫu giáo, gần ủy ban xã luôn. Đó, phía trước khoảng 200 m, 300 m trước là quốc lộ 1A đó. Rồi quẹo phải ra thì ra chợ Gò Đen, Bình Chánh, Gò Đen, Bình Lức. Quẹo trái là về chợ Bình Chánh khoảng độ 3 cây số. Rồi thôi, bây giờ Văn Thanh kết thúc nha bà con.